Tin tức an ninh trật tự. Thưa quý vị, căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an thông báo hai tổ chức dưới đây đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố. Một, tổ chức khủng bố, nhóm hỗ trợ người thượng có tên tiếng Anh là Montagnas Support Group INC, viết tắt là MSGI, do các đối tượng Imus Melo và Edwin Bradup, nguyên là thành viên tổ chức quỹ người thượng MFI ở Mỹ, tuyên bố thành lập năm 2021 nhằm móc nối lôi kéo người dân tộc thiểu số, sử dụng bạo lực tiến hành khủng bố, kích động biểu tình, bạo loạn vũ trang đòi ly khai tự trị, thành lập nhà nước riêng ở Tây Nguyên. MSGI hoạt động theo phương thức bạo động, chủ trương lôi kéo tuyển mộ thành viên ở trong nước, huấn luyện phương thức hoạt động kích động biểu tình, bạo loạn vũ trang, tài trợ tiền, vũ khí, phương tiện, chỉ đạo tiến hành tấn công khủng bố, giết hại cán bộ và người dân, phá hoại tài sản của nhà nước và nhân dân nhằm đòi ly khai tự trị, thành lập nhà nước Đề Ga ở Tây Nguyên. 2. Tổ chức khủng bố người thượng vì công lý, có tên tiếng Anh là Montana Stand for Justice, MSFG, do các đối tượng Ewing Burdap, Ifik Hurdok, Ifer Hurdre, Iaron Eban, Hursarina Krong, Hurtun Burdap, Irungin Knun, Hermela Hurdre, thành lập tháng 7 năm 2019 tại Thái Lan và hoạt động tại Mỹ từ tháng 4 năm 2023. MSFG hoạt động theo phương thức tuyên truyền, lôi kéo, tuyển mộ thành viên, phân công nhiệm vụ, huấn luyện phương thức hoạt động, tài trợ tiền, chỉ đạo mua sắm vũ khí, phương tiện, tiến hành tấn công khủng bố, giết hại cán bộ và người dân, phá hoại tài sản của nhà nước và nhân dân nhằm thành lập nhà nước riêng ở Tây Nguyên. Nhóm hỗ trợ người thượng MSGI và người thượng vì công lý MSFG là tổ chức khủng bố. Do đó, người nào có hành vi tham gia tuyên truyền, lôi kéo, xúi dục người khác tham gia tài trợ, nhận tài trợ của nhóm hỗ trợ người thượng MSGI và người thượng vì công lý MSFG tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do hai nhóm này tổ chức, hoạt động theo chỉ đạo của hai nhóm này là phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Vào chiều nay, đại diện Viện Kiểm sát đã hoàn tất việc công bố cáo trạng liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Theo đại diện của Viện Kiểm sát, Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sau khi thâu tóm và nắm giữ từ 85 đến 91,5% cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, đã chỉ đạo đồng phạm đi rút tiền từ SCB. Từ đó, đồng phạm của Trương Mỹ Lan đã thành lập các đơn vị thuộc SCB chỉ cho vay giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan, chỉ đạo thành lập sử dụng các công ty ma, thuê nhờ các cá nhân đứng tên hồ sơ vay, cổ phần, tài sản đảm bảo, tạo lập hồ sơ vay vốn khống. Vào sáng mai, ngày 7 tháng 3, Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trừ phần xét hỏi tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bị cáo Nguyễn Cao Chí do hành vi của bị cáo độc lập với các hành vi của các bị cáo trong vụ án. Sau khi xem xét hồ sơ bệnh án của bị cáo Chí, Hội đồng xét xử quyết định cho phép bị cáo vắng mặt. Khi nào Hội đồng xét xử xét hỏi tới hành vi phạm tội của bị cáo thì sẽ yêu cầu dẫn giải bị cáo đến dự phiên tòa. Cũng trong ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên án với bị cáo Trương Quang Việt, cựu giám đốc CDC Hà Nội, Lê Minh Tuyến, cựu trưởng phòng tài chính CDC Hà Nội về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử tuyên án hành vi của các bị cáo đã vi phạm quy định đấu thầu gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền 9,1 tỷ đồng. Hành vi này nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm lợi ích của nhà nước, xâm phạm đến tính minh bạch trong đấu thầu. Các bị cáo biết hành vi là sai nhưng vẫn thực hiện. Bị cáo Trương Quang Việt dẫn vai trò cao hơn, định hướng, dẫn dắt vụ việc. Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Trương Quang Việt mức án 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Lê Minh Tuyến 30 tháng tù cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Công an phường 2 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh đang vào cuộc xác minh vụ việc nhiều nhà dân và ô tô bị bắn bi sắt gây hư hỏng xảy ra trên địa bàn. Ban đầu có khoảng 3 trường hợp bị bi sắt bắn trúng gây thiệt hại tài sản. Lực lượng chức năng nhận định đây không hẳn là bắn bi sắt cố tình vào nhà người dân. Tuy nhiên sau đó có khoảng 10 nhà dân bị bắn bi sắt. Ngoài ra một số ô tô đậu trước quán cà phê trên đường Lam Sơn bị trúng bi sắt vỡ kính. Một nhà bị bi sắt trúng làm vỡ đường ống máy nước nóng, cửa kính của một nhà dân khác bị thủng do trúng bi sắt gây thiệt hại hàng chục triệu đồng. Hiện chưa xác định được vị trí xuất phát của các viên bi sắt. Tuy nhiên những viên bi này thường xuất hiện vào buổi trưa. Nhiều sự việc xảy ra khiến người dân không khỏi lo lắng. Theo ghi nhận, khu vực nhà dân bị bắn bi sắt chỉ cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 1 cây số. Bi sắt vương vãi nhiều nơi trong nhà dân và cả ngoài đường.
các viên bi có kích thước chừng đầu đũa, sáng bóng. Hiện người dân đã thu gom các viên bi này và giao nộp để điều tra xử lý theo quy định. Mở rộng điều tra vụ tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, tính đến ngày 6 tháng 3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 183 vụ án và 502 bị can về nhiều tội danh, đồng thời xử lý hành chính 86 người liên quan. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng các đơn vị địa phương triệt phá hơn 180 đường dây vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Đồng thời thu giữ vật chứng là hơn 165 kg ma túy tổng hợp các loại, 10 khẩu súng, hơn 50 viên đạn các loại, một quả lựu đạn và nhiều tang vật có liên quan. Lực lượng công an còn làm rõ trước khi bị bắt, các đối tượng trong chuyên án từng mua bán hơn 130 kg ma túy, 8 kg ma túy đá, 4.250 gói ma túy nước vui, 109.000 viên thuốc lắc với tổng số tiền giao dịch hơn 22.000 tỷ đồng. Công an tỉnh Lai Châu cho biết đơn vị đang nỗ lực truy bắt nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra vào tối ngày 5 tháng 3 tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Yên. Người bị truy bắt là Lò Văn Sươm, 23 tuổi, chú huyện Sìn Hồ. Nạn nhân là nữ giới ở cùng địa phương. Sau khi gây án, hung thủ đã rời khỏi hiện trường cùng hung khí. Theo Công an tỉnh Sơn La, tỉnh Lai Châu, vào tối ngày 5 tháng 3, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ án, đơn vị đã triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi phạm. Đến sáng nay, Công an Lai Châu đã huy động hơn 400 người, gồm cán bộ chiến sĩ, dân quân và lực lượng an ninh, truy tìm đối tượng Lò Văn Sươm. Vào chiều ngày hôm nay đã xảy ra một vụ cướp tiệm vàng trên đường 6 tháng 1, đường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Vào khoảng 12 giờ 45 phút cùng ngày, đối tượng này vào tiệm vàng Ngọc Bích để mua vàng. Lợi dụng chủ tiệm vàng sơ hở, nam thanh niên đã cướp vàng chạy ra ngoài và lái xe tẩu thoát. Tuy nhiên, chủ tiệm vàng chạy đuổi theo, hô hoán người dân xung quanh, bắt được nam thanh niên. Công an thị xã Phước Long đã lập tức có mặt tại hiện trường tiếp nhận đối tượng, tiến hành điều tra. Qua xác minh ban đầu, đối tượng tên Nguyễn Hữu Tùng, 17 tuổi, chú xã Phước Long. Liên quan đến đường dây đánh bạc có quy mô lớn với số tiền giao dịch khoảng 250 tỷ đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam 7 bị can cùng chú Hà Nội, trong đó có Nguyễn Xuân Huy, chú tại quận Thanh Xuân là đối tượng cầm đầu. Quá trình đấu tranh lấy lời khai đối tượng, cơ quan công an làm rõ từ ngày 9 tháng 10 năm 2023 đến ngày 18 tháng 12 năm 2023, các đối tượng trong đường dây đánh bạc này đã giao dịch số tiền khoảng 250 tỷ đồng. Thời điểm bị phát hiện, nhóm này có 7.395 tài khoản thành viên, 264 tài khoản đại lý, 76 tài khoản siêu đại lý và 7 tài khoản quản lý.